Chào tất cả quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại điệu nhạc Bolero với bài hát Chuyện Hợp Tan của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đây là một ca khúc mà Hương cũng đã hát trong một video và nhận được lời yêu cầu hướng dẫn dạy từ lâu, nhưng đến hôm nay thì Hương mới có thể thực hiện được video này. Thông thường thì cứ 5 ngày là Hương sẽ ra một video hướng dẫn về dạy hát, và mỗi một video là sự đan xen hướng dẫn giữa các thể loại âm nhạc với nhau. Sau video này là Hương sẽ hướng dẫn một bài hát mang âm hưởng dân ca. Hương rất mong được sự thông cảm từ tất cả các quý vị, bởi vì lời yêu cầu hướng dẫn các bài hát thì rất là nhiều, tuy nhiên thì thời gian lại không thể đáp ứng ngay được. Nhưng Hương sẽ cố gắng để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học bài hát Chuyện Hợp Tan của nhạc sĩ Quốc Dũng nhé. Chúng ta cùng bước vào phần học hát bài hát Chuyện Hợp Tan. Hương sẽ nhắc lại một số cái ký hiệu mà Hương viết trong phần lời ca. Ký hiệu đầu tiên đó là dấu tích hình chữ V, là chỗ chúng ta cần phải lấy hơi trong quá trình khi chúng ta hát. Ký hiệu thứ hai là dấu nhấn phách hay là đập phách, để giúp cho chúng ta ổn định nhịp độ của bài hát, không bị nhanh hoặc chậm so với phần nhạc đệm. Bài này phần nhịp phách tương đối đơn giản, chúng ta sẽ nhấn vào giữa cái từ mà chúng ta hát. Ít khi có hiện tượng nhấn lệch, chỉ có hiện tượng nhấn lệch vào cái từ cuối cùng của khổ. Bây giờ Hương sẽ đập phách cho mọi người theo dõi. Đêm nay lặng lẽ, sương mù về răng trên mảnh tình quê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường D. Riêng từ con đường, chúng ta đọc hát xong rồi chúng ta mới nhấn phách. Và cái từ D này Hương chữa thành từ quê nhé. Đây là con đường quê, không phải con đường D mọi người. Lưu ý cái từ quê này. Khi đã đập phách rồi, bao giờ chúng ta cũng phải giữ ổn định cái phần phách đập, không có hiện tượng nhanh hoặc chậm. Luôn luôn ổn định thời gian, khoảng cách giữa những cái lần đập chúng ta phải đều đặn. Và ký hiệu thứ ba trong bài này đó chính là dấu luyến. Có từ mà Hương viết dấu luyến bên dưới là từ chúng ta luyến từ nốt thấp lên nốt cao, còn những cái từ mà từ luyến bên trên như này là luyến từ nốt cao đổ xuống nốt thấp. Trước khi học hát vào cao độ thì Hương nhắc mọi người để mọi người lưu ý là khi chúng ta hát, nhất là khi hát nhạc bolero hay nhạc vàng, là chúng ta phải có cái sự nhấn hơi. Nhấn hơi để làm cho âm thanh của mình có cái độ mềm và từ chúng ta hát nó có sắc thái nhấn nhá. Ví dụ những cái từ đêm bình thường nếu mình không nhấn hơi thì nó rất dễ bị giật. Đêm, đấy, đêm nay lặng lẽ thì nó bị giật. Nên khi nhấn hơi chúng ta sẽ tạo ra được cái độ mềm mại chắc chắn của âm thanh. Đêm. Nhấn là gì? Nhấn là cơ bụng của chúng ta có cái sự siết và nhấn xuống. Cái từ đó nó mềm hơn. Quý vị nghe lại. Đêm. Đêm. Khi chúng ta tập hơi khô, mà Hương đã hướng dẫn quý vị trong một video về hơi khô rồi, thì chúng ta làm hơi khô như thế nào? Thì cái từ đêm khi chúng ta hát, khởi cái từ đêm này cũng bắt đầu là chúng ta nhấn siết như vậy. Đêm nay lặng lẽ. Từ lẽ chúng ta cũng nhấn. Gần như là chúng ta sẽ nhấn vào tất cả những cái phách mà chúng ta cần đập. Khi nhấn như thế này, chúng ta sẽ tạo ra cái độ nhấn nhá sắc thái của bài hát, và nó giống như là nó tạo ra được một cái cảm giác hơi ổn định. Giống như khi chúng ta đi qua cái cầu, bao giờ cái cầu nó cũng có cái trụ để giữ cho cái độ chắc chắn của cái cầu, thì cái hơi thở cũng vậy. Khi chúng ta nhấn vào từng từ như những cái từ đập phách như này, với cái khoảng cách đều đặn như thế này, là chúng ta tạo ra được một cái cột hơi ổn định. Đấy, nếu như chúng ta không nhấn thì những cái từ ở giữa như thế này nó rất dễ bị lỏng lẻo. Vì vậy mà mỗi cái điểm nhấn như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta nó củng cố được cái lực hơi, củng cố được cái cảm giác về nén hơi. Nên cố gắng khi chúng ta hát ở tất cả các bài hát nói chung, đặc biệt là hát dòng nhạc bolero hay nhạc vàng, là chúng ta cần phải nhấn như vậy để cho các từ khi chúng ta hát nó chắc chắn, mềm mại và cột hơi của chúng ta nó có sự ổn định, tiếp nối. Mọi người lưu ý như vậy nhé. Và Hương sẽ làm để cho mọi người hiểu là cần phải nhấn như thế nào. Đêm nay lặng lẽ. Đêm nay lặng lẽ. Từ lẽ là từ chúng ta luyến qua ba nốt. Lẽ. Người lưu ý là ngoài việc chúng ta nhấn hơi, chúng ta phải cố gắng chúng ta đưa âm thanh ra phía bên ngoài để cho cái từ của chúng ta nó sạch hơn, đặc biệt là từ lẽ. Từ lẽ là từ rất dễ đưa vào trong cổ.
Cái từ lẽ rất dễ bị khê tiếng hoặc là bị cứng tiếng, nên cái từ lẽ này chúng ta phải cố gắng đưa ra phía ngoài cửa môi răng ấy. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên, sương mù lặng lẽ sương mù về sáng trên, sương mù về sáng trên. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê, tình quê. Sương mù về sáng trên mảnh tình quê. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê. Sau từ quê là chúng ta lướt qua từ có để chúng ta nhấn phách vào từ ai. Hát luôn. Có ai. Từ có là chúng ta luyến. Có ai. Từ ai là từ rất dễ vào cổ. Chúng ta cố gắng đưa cái từ ai ra ngoài. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Hãy nhấn cơ bụng xuống vào tất cả những từ mà chúng ta đập phách như thế này, chúng ta nhấn phách như thế này. Nhấn cơ bụng xuống. Mọi người lưu ý nhé. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Có ai để buồn chất 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 chứa sơn khê. Sau từ khê là chúng ta cũng lướt qua từ có để chúng ta nhấn vào từ nhịp. Có nhịp, nhấn vào từ nhịp này. Có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Lưu luyến con đường quê. Lưu luyến con đường quê. Từ quê là từ rất dễ chúng ta bị đưa vào sâu trong cổ, nên khi hát từ quê là chúng ta cố gắng để đẩy âm thanh ra phía ngoài. Quê, quê. Có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại cả khổ bài hát này nhé. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Có nhịp đàn lưu luyến con đường. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê. Có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Sau từ quê là chúng ta ngân 2, 3. Chúng ta hát tiếp câu tiếp theo. Ta vẫn nhấn cơ bụng xuống tất cả những cái phách mà chúng ta đập như thế này để tạo ra cái độ mềm mại khi chúng ta hát. Anh ơi có hay, anh ơi có hay khi nước mắt, khi nước. Nước là chúng ta siết chặt cơ bụng và cái đuôi là chúng ta ngân lên phần giả thanh bằng mũi. Khi nước, nước. Khi nước mắt bây giờ đang rất mau. Rất chúng ta cũng đóng vào và cái đuôi chúng ta cũng hất lên phần đuôi giả thanh. Khi nước mắt bây giờ đang rất mau. Rất mau. Khi nước mắt bây giờ. Khi nước mắt bây giờ đang rất mau.
rất mau khi nước mắt bây giờ đang rất mau. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rất mau. Sau từ mau là chúng ta lấy hơi, lướt qua từ khi để chúng ta nhấn phát. Khi tiếng đóng vào ngân ứ lên trên phần mũi. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Khi tiếng hát hôm nào. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Các bạn lưu ý tất cả cái từ gì mà nó chứa cái nguyên âm A như thế này là từ rất dễ chúng ta bị mắc vào trong cổ sâu, âm thanh bị cứng, bị khê. Thì các bạn lưu ý cái từ này là chúng ta cố gắng phải nhớ để đưa ra ngoài, âm thanh nó nhẹ và nó êm hơn. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao, vút cao. Từ vút là chúng ta cũng đóng trong ngân này bằng đuôi giả thanh. Vút, vút cao. Bây giờ chúng ta ghép hai câu nhé. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Chúng ta tiếp tục. Lòng bỗng thấy vương nặng, lòng bỗng thấy vương nặng, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại cả khổ nhé. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau. Khi tiếng hát hôm nào tôi vút cao. Lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Sau từ sầu chúng ta đập phách và chúng ta ngân 2, 3. Rồi chúng ta tiếp tục bước sang câu tiếp theo. Chúng ta nhấn siết nhẹ cơ bụng vào từ mai. Và gần như tất cả những cái từ có dấu nhấn phách là chúng ta nên nhấn siết cơ bụng tích cực hơn tất cả những cái từ khác. Mai tôi rời bước. Từ bước là từ luyến qua 3 nốt. Bước. Mai tôi rời bước. Bước là từ đóng mà chúng ta ngân ứ. Mai tôi rời bước. Quê nhà hành trang mang. Quê nhà hành trang mang. Quê nhà hành trang mang. Mai tôi rời bước. Quê nhà hành trang mang. Nặng niềm thương. Niềm chúng ta cũng đóng mà thương chúng ta cũng đóng. Nặng niềm thương. Thương. Nặng niềm thương. Mai tôi rời bước. Quê nhà hành trang mang. Nặng niềm thương. Mình cùng không phải từ còn nhé. Ngưng chế bản thành từ còn là sai.
Bây giờ mình hãy hát thành từ cùng thức. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ điều họ tha thiết. Nhớ điều họ tha thiết. Nhớ điều họ tha thiết. Thiết, thiết là từ đóng ngân ư. Thiết. Nhớ điều họ tha thiết. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Sau từ sầu, sau từ vương chúng ta mới nhấn phát. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ khổ này. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Từ vương cũng là từ đóng, chúng ta ngân xong đóng lại. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương. Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương. Nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Sau từ vương chúng ta nhấn thêm một phách rồi chúng ta đếm 2, 3 để tiếp tục câu tiếp theo của khổ sau nhé. Câu đầu tiên của khổ thứ 3 bắt đầu từ từ mai cho đến hết từ nỗi đau. Chúng ta lấy một hơi. Và câu này tương đối cao nên chúng ta sẽ siết mạnh hơn vào cái từ nào mà nó cao. Và nếu như giọng nữ thì chúng ta hãy luyến phần đuôi, cái phần âm giả thanh để cho từ nó bền và nó nhẹ hơn, nó dễ hát hơn. Các bạn nghe nhạc nhé. Từ cần phải luyến. Mãi, mãi xa cách, cách, mãi xa cách nhau, mãi xa cách nhau, mãi xa cách, cách nhau. Thương những lúc đôi mình chia nỗi đau. Thương những lúc đôi mình. Thương những lúc đôi mình. Thương những lúc đôi mình chia nỗi đau. Thương những lúc đôi mình chia nỗi đau. Mãi xa cách nhau. Thương những lúc đôi mình chia nỗi đau. Mãi xa cách nhau. Thương những đôi mình chia nỗi đau. Thương biết, biết là từ đắng. Thương biết mấy ân tình ta đã trao. Thương biết mấy ân tình ta đã trao. Thương biết mấy ân tình ta đã trao. Câu tiếp theo chúng ta lấy hơi rồi lướt qua từ ngàn để nhấn phách vào từ ướp. Ngàn nước muôn cơn mộng thôi dài dầu. Ngàn nước ước là từ chúng ta cần phải đóng. Ngàn nước muôn cơn mộng thôi dài dầu. Ngàn nước muôn cơn mộng thôi dài dầu. Mãi xa cách nhau thương nhau.
đôi mình chia nỗi đau. Thương biết mấy ân tình ta đã trao, ngàn nước muôn cơn mộng thôi dai dầu. Mãi xa cách nhau, thương những lúc đôi mình chia nỗi đau. Thương biết mấy ân tình ta đã trao, ngàn nước muôn cơn mộng thôi dai dầu. Sau từ dầu chúng ta đập phách rồi chúng ta ngân 2, 3 để tiếp tục sang khổ tiếp theo. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, vì đời còn những, vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, nhánh sông xa dần thác nguồn, nhánh sông xa dần thác nguồn. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, thác nguồn. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn. Vì người còn những, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, ngõ hoang, ngõ hoang. Vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang. Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng. Từ vắng chúng ta nên luyến đuôi giả thanh để cho nó mềm hơn nhé. Vắng, vắng, vắng. Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng. Nghe tin mãi mơ màng chuyện hợp tan, nghe tin mãi mơ màng chuyện hợp tan, nghe tin mãi mơ màng chuyện hợp tan. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại toàn bộ khổ này nhé. Còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang. Để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Phần âm nhạc của khổ này thì lặp lại phần âm nhạc của khổ đầu tiên, chỉ khác lời thôi. Hương có chế bản thiếu từ còn ở đây. Mọi người lưu ý là khi hát thì chúng ta còn thêm từ còn vào. Biết đời còn cho ta được ngày vui, biết đời còn cho ta được ngày vui. Mọi người lưu ý chỗ này nhé. Mãi trên ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui. Mãi trên ngàn lối, biết đời còn cho ta, biết đời còn cho ta, biết đời còn cho ta được ngày vui. Biết đời còn cho ta được ngày vui. Mãi trên ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui. Mãi trên ngàn lối, biết đời còn cho ta được ngày vui. Chúng ta tiếp tục.
xóa nỗi đơn côi. Ước mơ lần về, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Bây giờ mình sẽ hát lại cả khổ nhé. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui. Ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi. Chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào học khổ cuối cùng của bài hát nhé. Mọi người cùng nghe đàn và hát mẫu. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Đêm nay, đêm nay tiễn đưa, tiễn đưa. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Mai sẽ, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay. 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 Và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Và những lúc mưa gọi, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. 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 Bây giờ chúng ta cùng nhau hát lại cả khổ này nhé. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay. Mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay. Và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn
sẽ thắm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại toàn bộ bài hát. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Anh ơi có ai khi nước mắt bây giờ đang rớt mưa, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã trao, ngàn nước muôn cơn mộng thôi dài dầu. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thác nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình tan thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Chúng ta ôn lại một lượt nữa nhé. Đêm nay lặng lẽ sương mù về sáng trên mảnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường quê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mưa, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điều họ tha thiết bao sầu vương. Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết mấy ân tình ta đã
trao ngàn ước muôn cơn mộng tôi dai dầu. Vì đời còn những nhánh sông xa dần thạc nguồn, vì người còn những bước chân miệt mài ngõ hoang, để rồi mình ta âm thầm từng chiều vắng nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiến đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thấm cơn lạnh khi gió lay, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Chúng ta vừa học xong bài hát Chuyện hợp tan của nhạc sĩ Quốc Dũng rồi. Hương chúc cho tất cả các quý vị ai cũng có thể thể hiện tốt được ca khúc này. Nếu như quý vị thấy cách mà Hương hướng dẫn dạy dễ học dễ hiểu thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều người biết để ai cũng có thể học hát được nhé. Còn bây giờ thì Hương xin kết thúc video này ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong những video tiếp theo.